Chappelle Cut. Xưa nơi mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu, áng mây bay ngang trời từ như ân tình trôi thế thôi, lòng không nói. Waskar M Revolution Performance Remix. Aku suka body kayak mama muda. Hôm qua là nắng mắt, hôm nay là mưa gió. Không phải là thực tế, biết nói là không. Nhớ nhau đấy, để thằng xe lạ không phải đứng cùng ngày yêu thương nhau ghê. Năm sau đối với em cũng chỉ đứng chân đây lời yêu tâm như ngơ. Sao đây sẽ không cần ta dục. Anh có thể yêu bằng cả lý trí nhưng không thể bằng lòng tin nát buồn. Người xong thì không rời lát, sao thì hoàn vào hát. Bạn thì tôi vẫn đang hay thì ôn thì say. Anh thì ôn guitar, em thì chưa đủ anh. Thêm mấy trăm cây số mày muốn tới cái đất sóc thì mày phải qua tay đồ. Mày nhìn qua đây đó đừng bụi mờ đầy sương gió có cho phơi cả xương chó sát chết dính lên cây khô. Đền thờ khắp phố lòng thành tín ngưỡng chùa chiền xây dựng quy mô to. Nếu mày tham quan nhưng mày đừng có đụng chạm đất rộng người đông mày phải đi bằng ô tô. Người khôn ngoan chớ có hận thù, phải phấn đấu lên dù bao nhiêu gió sương kia về đầy mây mờ. Chọn cho ta cách sau miên bình, quyết chi hết mình, chung tay lên đỉnh cao mong đời bình yên. Yeah, yeah. Đói khổ dốt nạn nhưng chưa một lần biến thân tàn. Đời cho thấu lắm điều vì tốt ác bao nỗi sầu kia đâu để bước chân hàng. Vững lòng tin dân mình vừa khốn khó, trong lòng căn nhà là chốn đó. Đứng nhìn lên trời cao hỏi vì sao đời ta phải chỉ tân gầy tôi cổng là khốn có. Khoác áo trên vai ta mang kiếp phong trần, gió xương ta đã. Như xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bấm bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Như xưa mình thích những món lề đường, hủ tiếu gõ và mì gói nước.
yeah, 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 yeah. Em đêm nay ngon và căng, ăn một xăng chành cùng đi ăn một, ăn một căng cho nó vững ngực. Làn gió heo may cuốn lá vàng cuối cùng ở trên phố, năm nay ta muốn cuốn hút cùng anh em ở xa trở lại về quê nhà và tụi tao đón giao thừa cho đến phút cuối cùng. Thằng làm công còn thằng ra một khóa, thằng về ăn tết và nói tao cực quá, thằng làm chủ và nó càng giàu thêm, có thằng vẫn đang làm ngoài chợ tới đầu đêm. Mùa xuân năm nay mày phải về nhà và ôm lấy mẹ cha mình cho thật chặt. Nghe nói Thảo Yếm là xe đồ nên hôm nay mình sẽ Thảo Yếm. Yeah yeah. Xuất thằng bạn tánh lấy thằng ông để cầm lòng thiên hạ cho đúng chất. Thằng đàn ông thì cầm lòng gan dạ và tao khắc sâu trong tim ngày từng. Đây là vùng đất xứ và thân yêu, luôn luôn dân giả từ dân thường tới dân chiêu. Xem bài điệu nhảy để cảm thấy đôi chân phiêu và mang đôi giày đi tiếp để bàn chân được nâng niu. Âm thanh này xen lẫn giữa hàng dừa và tiếng xe, từ ngoài bến xe từ ngoài ô đều đến nghe tiếng Khmer gọi lên đây là Sóc Tre. Thành vật được tìm ở bên trong nền cổ khi bị kiến trúc xưa đều được mạ vàng. Mẹ cứu xác thật ở bên trên cái nền gỗ vì cái chuyện tâm linh chỉ mới hạ màn. Mảnh đất thiên này ở đâu đó lối sống từ trẻ cho đến già làng lục lạc không thấy. Yeah, you know it's boy Mỹ con represent Southside to the day that I die. Yeah, fucking with the boy Mỹ con, nó ngày mai mình chia hai vì tình thế phải tìm mai. Fucking with the boy Mỹ con, yeah, fucking with the boy Mỹ con. Fucking with the boy Mỹ con, một lần là mất con lựa chọn vì biết. Okay, nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.